Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố định nghĩa chính thức đầu tiên về hội chứng hậu COVID-19. Theo đó, tình trạng hậu COVID-19 xảy ra ở những người có tiền sử nhiễm bệnh với các triệu chứng và kéo dài ít nhất 2 tháng mà không thể giải thích bằng chẩn đoán thay thế. Tình trạng này có thể khiến sức khỏe người bệnh bị suy giảm kéo dài, tác động nghiêm trọng sức khỏe. Để hiểu rõ hơn, phóng viên Đà Nẵng TV đã có cuộc trao đổi với các bác sĩ chuyên khoa của Bệnh viện Đà Nẵng. Thưa quý vị, bệnh nhân bị hậu COVID-19 có biểu hiện triệu chứng ở nhiều cơ quan, hệ thống trong cơ thể như là hô hấp, tim mạch, thần kinh, tâm thần, ngoài da và cả toàn thân, ở người lớn và cả trẻ em. Bên cạnh đó thì biến chủng mới lại có những cái biểu hiện khó nhận biết mà chúng ta hay lầm tưởng với bệnh cúm mùa. Lời đầu tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình. Xin bác sĩ cho biết hậu COVID là bệnh gì ạ? Hậu COVID-19 thì thường rất là đa dạng, thì có thể xuất hiện sau khi bệnh nhân đã phục hồi COVID-19 hoặc tồn tại dai dẳng từ đầu hoặc là tái phát theo thời gian như là mệt mỏi, khó thở, đau ngực, đau cơ, giảm hoặc là mất vị giác, khứu giác cũng như là rối loạn lo âu, rối loạn giấc ngủ. Hiện nay thì chủng mới COVID-19 có nhiều cái biểu hiện giống như là bệnh cúm mùa, thì làm thế nào để phân biệt giữa hai căn bệnh này thưa bác sĩ? Khi mà có các biểu hiện của nhiễm hậu COVID-19 thì nên đến thăm khám tại các cơ sở y tế được Bộ Y tế cấp phép để qua đó được chẩn đoán, xác định cũng như chẩn đoán loại trừ, có hướng tư vấn và điều trị chính xác nhất. Bên cạnh đó thì người bệnh cũng không nên dùng các loại thuốc mà không rõ nguồn gốc cũng như là các loại thuốc chưa được cấp phép lưu hành trên thị trường. Không nên dùng theo các cái phương pháp điều trị truyền miệng, dân gian. Thì vì những cái nguồn tin này thì nó chưa chính thống. Xin bác sĩ cho biết thêm làm thế nào để phòng tránh cũng như những hướng xử lý khi mắc COVID-19 trong điều kiện hiện nay ạ? Đối với các bệnh nhân đã cũng như là đang mắc COVID-19 thì đảm bảo 2K, đó là khẩu trang và khử khuẩn. Bên cạnh đó thì bệnh nhân cần có cái chế độ dinh dưỡng cũng như vận động và nghỉ ngơi một cách hợp lý. Khi có các triệu chứng bất thường thì nên tư vấn và nên tìm kiểu cái tham khảo ý kiến tư vấn của các nhân viên y tế. Và đặc biệt nhất là nên tiêm phòng vaccine COVID-19 ngay khi có thể. Xin cảm ơn bác sĩ về cuộc trao đổi ngày hôm nay.